Ở đây có một cô học viên nào đó nhờ gửi qua cô Ngọc Trân thì câu hỏi không biết là cô này có mặt ở trong lớp hay không. Thưa Cô sư mới là hỏi về dạ cái thưa sư con có mặt ạ à. Dạ thưa sư con có mặt hai sư ạ à. Dạ dạ con là cô kính Phùng chào Điệp thưa ha. sư ạ à. dạ 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 con dạ thưa dạ sư ở trong dạ phòng thưa của sư mình, con kính lãnh sư ạ dạ trong phòng mình có mấy người cho nên các vị cứ mở cái webcam lên để xem không, để các vị có nếu mà vị nào tiện trong phòng mà thấy tiện được thì các vị cứ mở. Dạ cô Phùng Điệp, dạ cô hỏi về cái tờ thứ 9 ở trong cái lộ sách á, ở nó hỏi trong trong cái lộ sách là lộ ý môn cận tử đó. Tại sao có cái bộ phận vừa qua đó thì thật ra thì ở trong cái bản này là in nhầm không, trong khi mà dạ trong khi dạ mà sư con dạy cũng nghĩ là thì nhầm á dạ trong khi dạy đó thì sư lo tính bên cái phần sắc pháp không có, mặc nhiên là cái phần bên lộ tâm thì mình kể để cho mình có đủ 10 các cái sắc na tâm thôi, cho nên là không có nhìn qua bên cái phần lộ tâm. Thì các vị học mà lưu ý các cái phần đó như vậy thì rất là tốt, bởi vì học như vậy là học học rất là kỹ. Cũng nói thêm rằng là tại sao ở trong cái lộ ngũ á mà cần cái hữu phần vừa qua, đó là cái hữu phần vừa qua đó là thật ra đó từ cái hữu phần vừa qua rung động nhất dòng á, về tâm về về sắc na tâm á, thì nó cũng giống như là bao nhiêu cái hữu phần khác thôi, nhưng mà sở dĩ các cái hữu phần này được kể tên riêng biệt là để chỉ cho trường hợp bị cái ngoại cảnh nó bên ngoài tác động vào. Đối với cái lộ ngũ á, là nhắc đến cái hữu phần vừa qua đó là muốn chỉ ra cái thời điểm là khi đó nó cảnh đã xuất cảnh xuất hiện, cho nên là cái lộ ngũ kể cái hữu phần vừa qua là lý do đó. Còn đối với lộ ý á, thì chỉ kể cái hữu phần vừa qua trong trường hợp mà khi đó là cái lộ ý là ở trong cái vai trò tiếp nối và xác định cảnh của cái lộ ngũ. Bởi vì thật ra khi mà chúng ta học quá thì chúng ta chẳng hạn giống như là chúng ta nói là cái lộ lộ nhãn môn, thì để mà cái tâm của chúng ta đã nhận biết hoàn toàn cái cảnh sắc đó thì về về cái lộ trình tâm á, thì khi đó nó diễn qua rất là nhiều cái lộ tâm chúng ta mới xác định được cái cảnh sắc đó. Bởi vì lấy ví dụ như dễ hiểu như thế này, chẳng hạn giống như là đôi khi chúng ta nhìn một cái món chúng ta nhìn một cái món đồ nào đó thì nó còn tùy theo cái dòng tâm thức của chúng ta mà chúng ta có những cái liên tưởng khác nhau, trong đó là chúng ta phải liên tưởng được những cái món đồ mình đã gặp, cho nên mình gặp là mình nói rằng là đây là cái món đồ này món đồ kia vân vân, là do vì mình có liên tưởng. Chẳng hạn giống như là cái món đồ tuy rằng chúng ta chỉ thấy lần đầu thôi, nhưng mà trong dòng tâm thức của chúng ta nó đã xử lý rất là nhiều cái, chúng ta tạm mượn cái từ điện toán á, là nó xử lý rất là nhiều cái dữ liệu trong đó, và nó thấy ra rằng là cái vật mà mình thấy đây á, nó vốn là nó đã mình đã gặp được mình đã gặp nó tương tự rồi, cho nên nó mới xác định được. Do vậy đó là khi mà cái lộ ngũ sanh lên để mà tâm chúng ta xác định được cái đó là cái gì đó thì nó phải qua rất rất là nhiều cái lộ tâm, mà trong đó nó cần phải có cái lộ ý tiếp theo để nhận biết rõ hơn. Thì những cái lộ ý mà tiếp nối cái lộ ngũ như vậy đó thì trong những trường hợp đó thì mới có cái vừa qua, còn trường hợp mà thuần lộ ý đó thì nó không có vừa qua. Còn đối với cái cận tử đó là do vì khi đó đó cái cảnh cận tử là thuần túy về cái cảnh pháp, mà cụ thể ở đây nó
là ba cái cảnh cần tử. Như chúng ta đã biết đó, là cái nghiệp tướng rồi thú tướng đó, thì khi đó do vì cái cận tử đó nó chỉ thuần túy về cái cảnh pháp, cho nên không có cái vừa qua. Rồi cũng một cái câu hỏi khác là của cô Tịnh Tinh Thủy hay Tịnh Thủy gì đó, không biết vị này có mặt ở trong phòng không ạ. Cái này cũng do là cô Trân gửi lại cho tôi, hỏi là người lạc vô nhân á, tại sao có cái tâm đại quả ly trí. Các vị học viên ở đây chúng ta có ai có câu trả lời được không ạ? Người lạc vô nhân á, tức là người đó tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện. Vậy thì tại sao người này có tâm đại quả ly trí? Như vậy tâm đại quả ly trí nếu có đối với người này thì có trong trường hợp nào? Các vị ở đây chúng ta có câu trả lời không? Dạ thưa sư, con xin trả lời. Dạ, có đúng không ạ? Tại vì người lạc vô nhân đó, khi tục sinh bằng cái tâm thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, thì khi đó là đương nhiên là không có trí, là đương nhiên là không có trí, không có đại, không đại trí trong đó, không có trí trong đó rồi. Không, ở đây con hỏi rằng là một người lạc vô nhân á, mà cái người đó tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện, thì trong cái đời sống của họ đó, thì trong trường hợp nào mà họ có được cái tâm đại quả ly trí? Dạ, con xin trả lời. Dạ, do gì làm phước thiếu lý, ít thiếu tư, tâm tư. Nhiều khi thí dụ mà làm người mà làm phước mà tâm thiện hợp trí nhưng mà thiếu hai tư thì vẫn là người sanh người vào người lạc vô nhân. Còn nếu mà ly trí mà thiếu một tư thì vẫn 12. Dạ đúng. Nếu mà làm phước ly trí mà thiếu một tư vẫn sanh làm người lạc vô nhân. Con nói không biết đúng không sư, chỉ dạy thêm. Nó không có đúng câu hỏi không? Câu hỏi người ta hỏi là đối với người lạc vô nhân á, thì tính theo cái tâm mà họ có thể có được. Các vị nghe kịp không? Thì trong đó có tâm đại quả ly trí. Như vậy thì tâm đại quả ly trí có đối với người lạc vô nhân trong trường hợp nào? Dạ có thể làm việc na cảnh không được. Chính xác, chỉ duy nhất một việc na cảnh thôi. Bởi vì cái tâm đại quả đó, chúng ta chỉ có làm việc, nó chỉ làm cái tâm đại quả đó là nó chỉ làm ba việc, đó là tục sinh hộ kiếp và bốn việc tục sinh hộ kiếp tử và na cảnh. Mà người mà tục sinh bằng cái tâm nào á, thì cái hộ kiếp bình nhật của họ cũng cùng loại tâm đó, và họ tử cũng chính bằng cùng cái loại tâm đó. Như vậy có nghĩa là đối với một người tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện thì cái hộ kiếp của họ, bình hộ kiếp bình nhật của họ đó cũng là tâm quan sát thọ xả quả thiện, tâm tử của họ nó cũng là cái loại tâm đó. Như vậy chỉ có trường hợp duy nhất mà họ có thể có được cái tâm đại quả ly trí đó là cái tâm đại, trong trường hợp là cái dòng động lực của họ có na cảnh, thì khi đó nó có thể là có cái đại quả ly trí, kể cả hợp trí. Đó là cái câu trả lời của cô học viên hỏi rằng là tại sao người lạc vô nhân lại có cái tâm đại quả ly trí. Cô có hỏi thêm rằng là tại sao cái cõi sắc giới đó không có cái tâm na cảnh. Cái này nó thuộc về, có những cái nó thuộc về cái quy luật pháp hành. Thứ nhất là cái trường hợp mà có cái tâm na cảnh đó là
những cái điều kiện mà có được cái tâm na cảnh là, thứ nhất là chúng sinh nó là phải sanh ở trong cái cõi dục giới, cái thứ hai nó là cái tâm của chúng ta nó là phải mắc cái cảnh ngũ trần, tức là cảnh sắc thinh khí vị xúc. Thì khi đó nó, nếu có thể, nếu mà cái cảnh đó mà cái cảnh rất là lớn đó, thì mới có thể là có na cảnh. Tuy nhiên đó, thì cô có hỏi thêm rằng là tại sao ở trên cái cõi trời sắc giới đó, thì cũng có cái lộ nhãn và lộ nhĩ nhưng mà lại là không có na cảnh. Thì ở trong kinh nó được giải thích như thế này là, tuy rằng đối với chư vị phạm thiên á, ở cái cõi sắc giới đó thì các vị cũng có thể bắt được cái cảnh trần cụ thể đó là cái cảnh sắc cảnh thân, nhưng mà do vì cái tâm của cái về cái thân và tâm của vị này đó, về thân đó thì các vị này cũng được tục sinh bằng một cái loại sắc pháp, mà cái sắc pháp đó nó lại là vi tế hơn là đối với chúng sinh là cõi dục, và cái tâm của vị đó nó cũng là một cái tâm vi tế hơn ở cõi dục, bởi vì đối với chư vị phạm thiên đó là cái hạnh phúc của các vị đó chính là cái hạnh phúc của thiền định chứ không phải là cái hạnh phúc của ngũ dục. Nhưng mà ở đây á, nó còn một cái trường hợp, cái chính á, chính tức là cái thân sinh lý của vị đó. Do vậy mà đối với vị A-la-hán ở cái cõi dục giới giống như là cõi người đó, thì dù làm vị A-la-hán thì các ngài nó thì vẫn có tâm na cảnh. Còn đối với vị Phạm Thiên á, thì chúng ta được hiểu rằng nó giống như là những cái mặt hàng mà ngày hôm nay chúng ta được sản xuất bằng cái công nghệ dây chuyền, nó được thiết đặt, nó được set up sẵn bằng những robot chẳng hạn. Thì do vậy đó, chúng ta thấy rằng là nó có thể là người ta từ cái nắp chai, từ cái con tán vân vân, nó được vặn mở một cái mức, nó được vặn đúng mức, tức là không thừa không thiếu, bởi vì mình đã thiết đặt sẵn. Nó khác với trường hợp là mình làm thủ công, làm bằng tay. Ví dụ giống như là một con tán mình siết bằng tay đó, có đôi khi mình siết nó hay nhẹ, có đôi khi đó thì mình siết quá chặt. Thì chúng ta tạm hiểu rằng là do vì cái thân sinh lý của các vị phạm thiên đó, ở cái mức độ vi tế hơn của thân sinh lý của chúng sinh cõi dục. Do vậy khi mà cái tiếp nhận ngoại cảnh đó, nó sẽ được tiếp nhận một cách chừng mực vừa đủ, không có thừa. Hay chúng ta tạm ví dụ rằng là giống như là mình xem phim trên cái màn ảnh á, chúng ta xem phim á, trong đó có nhiều cái bối cảnh khác nhau, ban đêm cũng có, ban ngày cũng có, trời tối đen cũng có, mà trời ban trưa, giữa giờ trưa cũng có. Nhưng mà ở trên cái màn ảnh á, thì luôn luôn là chúng ta cũng có thể theo dõi được hình ảnh, tức là dù cho có quay cái cảnh ban đêm chăng nữa đó, thì chúng ta vẫn còn có thể thấy được, bởi vì nếu mà nó tối đen thì làm sao mình thấy được phim. Thì do vậy người ta chỉ có thể cho mình, người ta phải làm sao cho mình hiểu rằng đó là cái cảnh giữa đêm, tuy vậy thì mình vẫn còn cái cảnh lờ mờ. Rồi nếu mà chúng ta thấy trong phim ảnh đó, về cái cảnh giữa ban trưa chăng nữa đó, thì do vì nó đã được thể hiện qua màn ảnh cho nên nó cũng ở một cái mức độ vừa chừng, chứ nó không có chói chang đến mức mà nó chói mắt. Nó khác với cái cảnh thực tế bên ngoài. Cái cảnh thực tế bên ngoài khi mà chúng ta nhìn vào giữa đêm tối 30 đó, thì hoàn toàn chúng ta không thấy cái gì hết. Còn hay là buổi trưa trời nắng gắt mà chúng ta nhìn lên bầu trời đó, thì chúng ta sẽ bị chói mắt, chúng ta không thấy. Đó là cái cảnh thực tế. Thì do việc cái điều kiện khác nhau như vậy đó, thì chúng ta tạm hiểu rằng là đối với cái thân sinh lý của cõi dục đó, là nó được hình thành, nó giống như khi mà mình một người thợ mà làm bằng thủ công bằng tay như vậy đó, thì nó cái chúng ta tiếp nhận cảnh đó, có đôi khi nó có dư có thừa, chẳng hạn giống như là đôi khi về một cái cảnh trời quá tối chúng ta không thấy, rồi quá sáng thì chúng ta bị lóa mắt, nhưng mà những cái cõi cảnh trời cao đó, thì cái thân sinh lý đó
nó được nó ở cái mức độ tinh tế hơn, cho nên cái phần tinh lý đó nó cho chúng sinh ở đó tiếp nhận cảnh vừa đủ mà không phải có na cảnh. Thì tất nhiên là vì là cái đời sống của các vị phạm thiên thì chúng ta cũng cũng không có biết nhiều về cái thật sự biết hết về thật sự biết có thể đầy đủ về cái thân sinh lý của các vị đó. Chúng ta chỉ mượn vào, chúng ta chỉ dựa vào những cái lời dạy vắn tắt của trong kinh điển. Chúng tôi cũng xin thưa các vị là như vậy. Rồi cô này có hỏi thêm là đối với cái lộ ý môn á, là trong cái trường hợp mà tiếp nối cái lộ ngũ á, mới có na cảnh. Như vậy thì trong cái trường hợp nhớ lại cái cảnh đã gặp thì có na cảnh hay không? Cái tiếp nối lộ ngũ nó khác với cái nhớ lại cái cảnh đã gặp. Cái nhớ lại cái cảnh đã gặp á, thì có thể là chúng ta không cần phải thông qua cái cảnh ngủ ngủ mà chúng ta vẫn có thể trong cái tâm tưởng của mình có thể trạng lại cái cảnh cũ. Và hơn nữa là khi mà chúng ta nhớ lại cái cảnh cũ thì nó có nhiều cái tình huống khác nhau, chẳng hạn giống như là chúng ta nhớ cái chúng ta nhìn một cái gì đó, chúng ta nhớ lại cái cảnh cũ thì cái hồi tưởng đó thì đó là nó tiếp nối với cái cảnh ngủ. Còn có những cái trường hợp mà chúng ta trạng lại cái cảnh mà nó không có thông qua cảnh ngủ, như vậy là không phải trong trường hợp nào nhớ lại cảnh cũ mà thì cũng là thông qua ngũ môn. Điều đó có nghĩa là không phải là trường hợp nào nhớ lại cảnh cũ thì đều có na cảnh. Thì đó là mình có vài câu hỏi mà cô Ngọc Trân có gửi cho tôi, như vậy thì tôi cũng xin trả lời, không biết là các vị học viên gửi câu hỏi có mặt ở trong đây hay không. Thưa sư ạ, à, dạ con có ạ, dạ, con kính chương sư ạ, à, con hiểu bài. Tại ngày hôm nay tôi chúng ta tôi sẽ ôn cùng các vị về cái phần yếu hẹp. Cái phần yếu hẹp này thì ở đây trong cái lớp này thì tại do vì cái lớp ôn tập thì hẳn nhiên là các vị đã học xong, đã học hết rồi, nhưng mà do vì thi diệu pháp đó là đề cập đến rất là nhiều cái vấn đề chi ly, cho nên các ngày luận sư đó, là các ngày hệ thống hóa lại nhiều cách mà để chúng ta dễ dàng chúng ta nắm được cái chi pháp. Mà đối với tôi đó thì tôi coi đó cũng giống như là cái mẹo để chúng ta nhớ. Và chính điều này đó thì tôi muốn chúng ta ôn lại để cho nhằm mục đích đó là các vị về cái nắm được cái phần đã học. Thì ở trong cái phần gọi là cái phần yếu hiệp á, chỉ hiệp ở đây á nó còn một âm khác đó là hợp, hay là chúng ta còn gọi là nó gom lại. Và chữ yếu hiệp đó, tức là chúng ta gom lại những cái điều chính yếu theo một cái tiêu chí nào đó được gọi là yếu hiệp. Thì ngay cái ngày đầu tiên mà chúng ta học vi diệu pháp á thì chúng ta được làm quen với cái hệ thống đó, tức là chúng ta nhìn tất cả những cái hiện hữu gì ở trên đời, cái gì mà cái tâm của chúng ta có thể biết được, có thể suy tư được, có thể tưởng tượng được, thì tất cả những cái thứ đó chúng ta gọi là pháp. Và nhờ cái sự tâm thâu đó đó mà khi mà chúng ta có phân chia ra bao nhiêu thì chúng ta vẫn có thể gom lại, chúng ta có thể gom lại một một mối. Thì nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ, thì dù cho cái bản đồ có rộng hẹp hay bao nhiêu đó thì tùy theo cái cách phân chia mà chúng ta có thể nắm bắt được. Chẳng hạn giống như là nguyên cái quả
cả một cái quả địa cầu này, thì cả cái quả địa cầu rộng lớn này đó, thì chúng ta cũng có cách để chúng ta phân chia, chẳng hạn giống như là chúng ta phân chia theo cái châu lục, thì dù cho quả địa cầu này có lớn như thế nào đi nữa thì chúng ta chia thành 5 châu lục hay là 6 châu lục vậy, thì tùy theo nếu mà mình đi chia ly hơn nữa đó, thì cái mỗi cái châu lục như vậy đó thì chúng ta sẽ có bao nhiêu quốc gia, rồi tùy vào quốc gia đó thì nó có những cái phân định về cái lằn ranh địa lý khác nhau vân vân. Thì chúng ta học cái diệu pháp đó thì mình cũng có nhiều cách phân chia đó, mà thứ nhất là ở đây chúng ta dễ có hệ thống hóa được những cái phần mình đã học, và thứ hai nữa đó là do vì cái điều kiện diễn bài Phật pháp mà Đức Phật ngài có nhiều cái cách phân chia để ngài có thể gọi tên. Chẳng hạn giống như ở trong xã hội chúng ta cũng có nhiều cái tiêu chí để chúng ta phân loại mỗi cái tầng lớp khác nhau. Chẳng hạn giống như là đôi khi về mặt giáo dục thì chúng ta có thể chúng ta phân chia là những người không có học, rồi những người học trung học, rồi những người sau đại học vân vân. Đó là chúng ta lấy cái tiêu chí về giáo dục. Rồi thậm chí ngày hôm nay chúng ta đang ở trong mùa dịch đó, thì chúng ta có cái phân chia khác, chẳng hạn giống như là những người chưa được tiêm vaccine vân vân, thì nó tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái trường hợp, mà Đức Phật ngài cũng có nhiều cái cách phân chia khác để ngài trình bày cái giáo lý của ngài. Thì bài học ngày hôm nay là chúng ta học về cái gọi là hàm tận yếu hiệp. Trước hết yếu hiệp á, tức là những cái phần gồm thâu lại những cái phần chính yếu nào đó theo một cái tiêu chí nào đó được gọi là yếu hiệp. Còn gọi là hàm tận á, tức là nó cách phân chia này bao quát tất cả các pháp, cho nên gọi là hàm tận. Chữ hán á, chữ hàm có nghĩa là ngậm, và cái nghĩa rộng á, có nghĩa là bao trùm, là hàm tận đó, nghĩa là bao trùm hết tất cả các cái pháp, gọi là hàm tận. Và cái chữ Pali gọi là cái chữ sappa là tất cả, sappa sangha. Thì tất cả những vị học phi diệu pháp thì lúc nào ra cũng phải nhớ cái cách hàm tận đó, tức là bao các cái pháp đó gồm có nhiều cái cách phân chia hàm tận, mà trong đó có bốn cái khía cạnh mà chúng ta phải luôn luôn là phải phân tích được, đó là uẩn xứ, giới và đế. Nghĩa là tất cả các pháp đó, là chúng ta đều có thể phân chia thành ra từng uẩn một. Tất cả các pháp đó, thì đều có thể phân chia thành xứ, thành giới, thành đế. Thì cái uẩn xứ giới đế này đó, thì chúng ta đã học rồi. Uẩn xứ tức quẩn tức là cái khối, là cái nhóm. Ví dụ giống như là trong cả cái thân tâm của chúng ta nó được chia thành năm nhóm hay là năm khối, thì chúng ta chữ Bali là khanh thá, chữ Hán chúng ta gọi là chữ quẩn. Rồi xứ á, chữ xứ á, nó từ chữ là ayati tí ayatana, tức là cái nơi đi vào, cái nơi mà cảnh đi vào tâm của chúng ta. Cho nên có một số nơi nó chữ xứ còn gọi là nhập, tức là vào, như chúng ta nói xuất nhập tức là ra vào vậy. Cho nên chúng ta chữ xứ ở đây từ cái chữ Bali có nghĩa là đi vào. Xin lỗi, cái chữ nhập, cái chữ ayatana là đi vào, mà chúng ta gọi là xứ là chúng ta dùng cái danh từ mà chúng ta diễn đạt, tức là cái nơi đi vào. Đi vào của cái gì? Đi vào của cảnh, ngoại cảnh, đi vào cái tâm trí của chúng ta, cho nên được diễn đạt bằng cái tên gọi là chữ ayatana, chúng ta gọi là xứ. Có vài nơi đó thì gọi là nhập. Rồi giới á, tức là cái thành tố,
hay là chúng ta còn gọi là cái đơn vị. Ở trong cái hôm nay chúng ta thì sử dụng máy móc nhiều, giống như là cái phone hay là cái phone hay cả laptop vân vân, thì ở trong đó chúng ta có nhiều cái thành phần mà người ta gọi là những cái linh kiện. Từ những cái linh kiện này mà lắp ráp lên cái chiếc máy mà chúng ta đang nhìn đang học ở đây, thì trong cái chiếc máy này á, nó được cấu tạo bằng nhiều cái thành phần, bằng nhiều cái linh kiện. Những cái thân của chúng ta cũng vậy, nó cũng được hình thành bằng những cái thành tố, nhiều cái linh kiện đó. Và những cái thành tố, những cái linh kiện đó được gọi theo tiếng Pali là tha tú, hay chúng ta gọi gì, người Hán người ta dịch lại là giới. Rồi cái thứ tư là đế. Chúng ta quen là tứ diệu đế đó. Đế ngay đây tức là cái sự thật. Đâu là khổ, đâu là tập, đâu là diệt, đâu là đạo. Thì như vậy cái hàm tận, trong cái hàm tận yếu hiệp đó, là tất cả các pháp là chúng ta phải người học á, là để mà dễ dàng nhớ là làm sao á, là tất cả các pháp á, chúng ta đều có thể phân chia theo uẩn xứ, giới và đế. Ví dụ chúng ta nói cái tâm tham theo uẩn á, thì thuộc về cái gì? Thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành hay là thức. Đó là phân tích theo uẩn. Về xứ á, thì tâm tham á, nó thuộc về cái xứ nào? Nhãn, nhĩ, tỷ, tiệt, thân, ý hay là pháp, hay là pháp xứ. Tương tự như vậy đối với hai cái phân loại còn lại là giới và đế. Thì trước hết đó là chúng ta trước hết là các vị cái năm uẩn này các vị có nhớ hết không? Bây giờ nhớ các vị nào nhớ, các vị hoan hỷ mở cái web, các vị nào nhớ mà có thể trả lời hoan hỷ mở web thăm đi, tôi có thể tôi xem các vị. Bây giờ sẽ hỏi cô Lan Nhi á, là sắc uẩn là tính theo cái hiểu đồ ví dụ pháp, các bạn nêu chi pháp á, sắc uẩn á, thì sắc uẩn bao gồm cái gì? Dạ sắc uẩn thì gồm 28 sắc pháp. Dạ, rồi cô gì, cô Trân, họ uẩn nhớ không? Sở hữu thọ trong cái bản nêu chi pháp đó, cái biểu đồ chi pháp đó, thì nó nằm ở cái nút nào, sẽ ở cái nút nào thôi, tính nút cho nó dễ. Để lấy nút lại. Cái nút thọ trong cái sở hữu biến hành, cô Phùng Diệp có cái nút cô Phùng Diệp họ tưởng vẫn là cái gì? Sư là cái nút thọ tưởng trong bổ cái sở hữu biến hành đó sư. Rồi sở hữu tưởng trong cái 13 sở hữu tha, dạ trong cái tâm sở. À, sở hữu tưởng đúng không con? Dạ sở hữu tưởng. Rồi sở hữu tưởng. Dạ. Như vậy thì chúng ta có là sắc uẩn là 28 sắc pháp. Sắc uẩn là 28 sắc pháp. Dạ. Thọ uẩn là sở hữu thọ. Sở hữu thọ. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Dạ. Cô nào đó là cô Phước Duyên. Hành uẩn là gì? Hành uẩn bao gồm cái gì? Dạ sư sư, hành uẩn là 51 tâm sở
ngoài cái thọ tưởng thì còn lại là hành ạ. Thì còn lại 50 sau 50. Dạ, 50 còn lại 50. Dạ, 50. À, hành quẩn rồi còn lại 50. Dạ. Rồi thức quẩn. Dạ, thức quẩn là 121 tâm. Dạ, 121 tâm. Vậy thì chúng ta nhìn trên cái, chúng ta đã nhớ rồi đúng không? Sắc là 28 sắc pháp, thọ là 6 hữu thọ, tưởng là 6 hữu tưởng, hành quẩn là 5 hữu còn lại. Và thức quẩn là 121 tâm, đúng chưa? Đúng như rồi. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta chia theo cái quẩn thì dễ. Vậy thì cái tâm tham thuộc về quẩn nào? Tâm tham quẩn. Dạ. Thức quẩn. Ừ. Đó, nằm trong thức quẩn. À, đúng rồi, tâm tham là thức quẩn trong đầu. Thức quẩn. Chúng ta đã nói rằng là thức quẩn là 121 tâm, như vậy toàn bộ cái tâm nào cũng là thức quẩn hết. Đúng chưa? Rồi sở hữu si thuộc về uẩn nào? Hữu si thuộc về hành quẩn. Hành quẩn. Tôi hiểu gì? Một người là hành, mấy người kia? Hành quẩn. Dạ hành quẩn. Quả và tư hành quẩn. Có ai có chọn lựa khác không? Sở. Dạ. Có ai có chọn lựa khác không? Không hành quẩn. Dạ không. Hành quẩn. Dạ hành quẩn đúng rồi. Như vậy thì chúng ta có dễ nhớ lắm. Mình đã nắm được là mình đã chỉ, mình biết rằng là sắc quẩn bao gồm cái gì, họ bao gồm cái gì, tưởng bao gồm cái gì, hành bao gồm cái gì, thức làm bao gồm cái gì. Thì chúng ta nhìn lên cái biểu đồ vi pháp đó là chúng ta cái tất cả các cái tâm sở hữu hay tất cả những cái đơn vị nào từ tâm đến sắc được kể trên cái biểu đồ đó thì chúng ta đều biết hết. Rồi các vị thấy có hết biểu đồ đó chưa? Rồi. Dạ, chưa. Vậy thì tiếp bàn của về vấn nào? Ngoại quẩn. Ngoại. Đúng rồi. Vô vi ạ. Ngoại quẩn. Niết bàn là vô vi phải rồi, nhưng mà ở đây đang phân ra quẩn thì chúng ta kể là quẩn thôi. Như ngoại vậy niết bàn chế định thuộc về ngoại quẩn. Vậy thì chúng ta có nhiều cái cách phân, chúng ta có những cái cách phân chia của cái diệu pháp, ví dụ như là tất cả các pháp chúng ta có hai chân đế và tục đế, đúng không? Thì chỉ có cái chân đế và tục đế thôi nó đã bao gồm cả cái biểu đồ vi pháp, hay nói cách khác chân đế và tục đế là đã bao gồm cả pháp rồi. Thì chúng ta có thể phân làm 3, làm 4. Bây giờ chúng ta học về uẩn thì chúng ta phân thành 5. Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức và ngoại uẩn thì bao gồm tất cả các pháp. Và chính vì bao gồm tất cả các pháp như vậy cho nên gọi là gì? Gọi là hàm tận. Rồi chúng ta học tiếp phần thứ hai. Chúng ta phải nhớ là trong cái một người học ví dụ pháp là phải nhớ tất cả các pháp đều phải được chúng ta tính bằng uẩn xứ giới đế, tức là cái pháp đó theo uẩn thì từ uẩn nào, xứ thì xứ nào, giới là giới nào, đế là đế nào. Thì cái này chúng ta chỉ ôn lại thôi, nếu mà các vị học rồi đó thì ai cũng có thể tính được, nhưng mà sở dĩ mà tôi hệ thống được đó là nhiều vị tính được nhưng không biết rằng là mình đang cái này nó giống như là chúng ta đang nắm cái mẹo để nhớ, cho nên là tất cả các pháp nào là cũng đều phải được phân tích theo uẩn xứ giới và đế. Như vậy bài ôn tập hôm nay tôi muốn là các vị ôn chỉ có 4 chữ thôi: uẩn xứ giới đế, uẩn xứ giới đế, uẩn xứ giới đế. Các vị nhớ 4 cái chữ này là các vị nhớ toàn bộ cái bản đồ vi diệu pháp. Rồi chúng ta học qua tới cái xứ.
Ở đây có bị ngồi nhớ 12 xứ không? Có mấy vị học viên học lâu rồi, xin nhìn là cái gì kêu nè. Ở đây vị học viên nào á, chúng ta có thể trả lời được thì cứ mở cái webcam, còn vị nào thấy mình chưa có trả lời được thì các vị cũng cầm cầm. Vậy thì cô Thảo, cô Tịnh Thảo. Cô Tịnh Thảo, cô có thể kể 12 xứ không? 6 xứ đầu trước. Thưa sư, con cũng chưa hiểu về cái xứ này lắm ạ. Có phải là xứ là cái nhãn ý tỷ thiệt thân ý xứ không thưa sư? Rồi nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Cái đây chúng ta đang nói về xứ chứ không có nói vậy không ạ? Dạ, nó cũng cần giống như vậy, nhưng mà như thế này. Trước hết là không? Cái thứ đó, về ý nghĩa thì có là để chỉ cái nơi, hay nói cách khác đó là chỉ ra cái con đường vào ra giữa tâm và cảnh. Cái cảnh từ ở bên ngoài đi vào cái tâm tưởng của mình, hay từ trong cái tâm trí của chúng ta đó, theo cái con đường đó, theo cái ngõ đó để nhìn ra cái cảnh bên ngoài. Chúng ta tạm hình tượng như vậy đó. Thì được tất cả gọi là 12 xứ. 12 xứ ở đây chúng ta dễ nhớ, tức là chúng ta có tất cả là 6 sắc giác quan. Bởi vì chúng ta biết cái ngoại cảnh bên ngoài đó thì thông qua các cái giác quan của mình, đúng không? Chúng ta bằng cái ngõ mắt đó, thì chúng ta mới nhìn thấy cảnh sắc. Bằng tai mình mới nghe tiếng. Bằng mũi chúng ta mới ngửi mùi. Bằng lưỡi chúng ta mới nếm vị. Bằng thân chúng ta mới xúc chạm. Bằng ý thì chúng ta suy tư. Thì như vậy chúng ta có cái 6 cái giác quan. 6 cái giác quan này đối xúc với 6 cảnh thì chúng ta có tất cả là 12. Các vị thấy dễ nhớ không? 6 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi cái đối tượng của mắt là gì? Là sắc. Tương tự như vậy, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vị, xúc, pháp. Nhưng mà ở đây lưu ý, tại vì hôm nay tôi cũng các vị tự viết bài, tôi khỏi có viết bài, thì tôi viết bài tôi phải mất cái màn hình, tôi phải share màn hình rồi tôi không có thấy được đó. Ở đây các vị lưu ý nè. Cái giác quan mà chúng ta gọi là cái thần kinh nhãn đó, cái nhãn xứ, chúng ta có 12 xứ, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, đó là cái gọi là 6 cái nội xứ. Rồi nhĩ, rồi thinh, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, gọi là 6 cái xứ ngoại. Tức là nội đó thì chính tính trong nội thân của chúng ta, ngoại đó tức là ngoại cảnh bên ngoài, tức là cái đối tượng. Rồi ở đây á, chúng ta có 6 cặp, trong đó nó sắc xứ á, là đối tượng của nhãn, thinh xứ á, là đối tượng của tai. Tương tự như vậy là khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Đúng chưa? Các vị nhớ tới đây chưa? Nhưng mà riêng cái cặp thứ 6 này các vị lưu ý. Trước hết là ý xứ. Trước hết ý xứ là gì? Ý xứ là tất cả tâm. Như vậy thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân
được gọi là các căn, hay chúng ta gọi là giác, các giác quan. Sắc thinh khí bị xúc, chúng ta gọi là cảnh của tâm hay là đối tượng của tâm. Mà nói diễn đạt theo ví dụ pháp đó là được gọi là cảnh. Như vậy là năm cái xứ đầu á, là chúng ta nói đến cái năm căn và năm cảnh. Ở đây các vị có nắm được năm căn năm cảnh không? Căn hay còn gọi là cái giác quan của mình á, chúng ta có năm giác quan và năm đối tượng của giác quan. Hay chúng ta gọi cách khác là chúng ta có năm căn và năm cảnh. Sắc á, là cảnh của mắt. Ừ. Và căn cảnh gặp nhau á, mà để biết được á, là phải có thức. Bởi vì người chết, người vừa chết mắt còn đó mà không thấy là do vì không có thức. Một người nằm ngủ á, mắt còn đó nhưng mà cái tâm không có tác ý á, thì cũng không thấy. Do vậy đó, để mà thấy được á, thì thật ra đó, nhận biết được cái cảnh sắc á, là do cho cái tâm nhãn thức, chứ không phải là do con mắt. Con mắt chỉ là cái công cụ để của tâm để nhận biết thôi. Chúng ta vẫn quen, chúng ta nói chúng ta nhìn bằng mắt. Mắt thì chúng ta nhìn, nhưng mà để biết cảnh sắc phải có tâm mới biết được. Như vậy mà để biết được cái tâm, để biết được cảnh á, thì nó phải hội đủ ba cái điều kiện: căn, cảnh và thức. Như vậy thì năm cái cặp đầu của 12 xứ này thì chúng ta thấy rằng là cái căn đi với cảnh, căn đi với cảnh, căn đi với cảnh. Nhưng mà riêng cái cặp thứ 6 là ý xứ và pháp xứ á, thì cái đối tượng của ý xứ là gì? Cái này có vị nào trả lời luôn, vị nào trả lời được không? Dạ thưa sư, là tâm sở. Đối tượng ý xứ, đối tượng của ý xứ là gì? Là pháp. Dạ, tâm sở. Pháp xứ mà là tâm sở. Hay nói cách khác, đối tượng của tâm là gì? Đối tượng tức là cái cảnh mà tâm nhận biết á. Thứ sư là cảnh pháp, sắc cảnh pháp. Đúng một phần này, chưa đúng hết. Tâm nhận biết cảnh. Thì tâm thì nhận biết cảnh rồi. Như vậy thì nếu là cái cảnh sắc á, là phải cái tâm nào biết? Tâm nhận thức thưa sư. Đúng rồi. Dạ. Cô mình trả đã lại mà nhĩ thức là sư cũng sư bỏ lớp luôn. Thì tương tự như vậy, nó tùy theo loại cảnh. À, cảnh sắc á, là phải do cái tâm nhãn thức, mà cái cảnh thinh á, là phải cái tâm nhĩ thức. Rồi tương tự như vậy. Rồi riêng đối với các cái tâm còn lại, nó tùy theo loại tâm mà có cái cảnh khác nhau. Tuy nhiên là cái cảnh nào mà tâm có thể nhận biết không thông qua năm giác quan thì cảnh đó được gọi chung là cảnh pháp. Các vị nghe kịp không? Cảnh nào mà tâm nhận biết không thông qua năm giác quan mà chúng ta gọi là ngũ căn, hay là ở trong cái lộ trình tâm còn gọi là ngũ môn, không có thông năm qua năm cửa vật chất, được gọi là cảnh pháp. Vậy đối tượng của các tâm còn lại đó chính là cảnh pháp. Và ở đây là cái lưu ý nè, đối với cái pháp xứ là gì? Pháp xứ á, thứ nhất á, là trừ ra cái gì đã được kể là ý xứ rồi, tức là trừ ra, để nhắc lại, ý xứ chính là 121 tâm. Ý xứ là 121 tâm. Còn pháp xứ là gì?
pháp xứ trước hết đó là trừ ý xứ ra, tức là trừ 121 tâm. Rồi pháp xứ cũng trừ ra 12 sắc thô mà chúng ta đã kể thành 10 xứ ở trên. Các vị nắm bài được không? Trong 28 sắc pháp thì chúng ta có là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân là 5 sắc. Các vị nhớ 12 sắc thô không? Dạ. Yeah. Có ai nhớ 12 sắc thô không? Sắc thô tức là cái gì? Sắc thô tức là những cái sắc nào chỉ cho giác quan, và đối tượng của giác quan là sắc thô. Mà cái giác quan của chúng ta có 5 giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đối tượng của 5 giác quan là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Nhưng mà riêng xúc thì tính thành 3, đúng không? Dạ. Đức lợi nhỏ. Do vậy nó thành ra 12, lẽ ra là chỉ có 10 thôi. 5 giác quan là 5 cảnh, nhưng mà do vì cảnh xúc nó tới 3 cho nên nó thành ra 12. Đó chính là 12 sắc thô. Vậy thì khi mà chúng ta kể là 10 xứ đầu á, là nó đã bao gồm là 12 sắc thô, đúng không? Vậy thì còn lại đó là 52 tâm sở, còn lại là 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn. Hay nói cách khác, pháp xứ tức là gì? Pháp xứ tức là tất cả các pháp còn lại ngoại trừ 11 xứ đã kể. Nói như vậy các vị dễ nhớ bài hơn, đúng không? Pháp xứ tức là tất cả các pháp còn lại trừ 11 xứ. 11 xứ trên. Và do vậy á, cái pháp xứ này nó không bao hàm tất cả cảnh pháp, tức là đối tượng của tâm. Bởi vì cảnh pháp là gì? Cảnh pháp tức là cái cảnh nào mà tâm có thể nhận biết không thông qua 5 giác quan. Cái cảnh nào mà tâm nhận biết không cần thông qua giác quan, tất cả các pháp đều có thể tâm nhận biết được hết, đúng không? Như vậy cái pháp xứ này không bao gồm tất cả các pháp. Do vậy đó là đối với hai cái xứ sau cùng, tức là ý xứ và pháp xứ, thì chúng ta phải lưu ý rằng pháp xứ này không phải là cảnh pháp. Nó giống như trường năm cặp trên. Năm từ cặp trên nó tức là căn với cảnh, căn với cảnh. Tức là chúng ta có nhãn thì có đối tượng, cái sắc đó là đối tượng của nhãn, đúng không? Rồi thinh nó là đối tượng của nhĩ. Nhưng mà riêng cái pháp, cũng chúng ta cứ quen tính như vậy, đến cái pháp xứ thì chúng ta nói rằng là đối tượng của ý xứ. Nó không hẳn. Tất nhiên là toàn bộ 12 sắc thô, 52 sở hữu, 52 sở hữu 16 sắc tế và niết bàn là cảnh của ý xứ. Nhưng mà ngoài các pháp này ra, các pháp còn lại cũng là cảnh của ý xứ. Các vị nắm kịp cái chỗ này không? Cho nên 12 xứ là phải ghi chú là cái pháp xứ đó, nó không phải chỉ có pháp xứ mới làm cảnh cho ý xứ nha. Có vị nào không có nắm được cái chỗ này không? Chúng ta này bài ôm thôi, lẽ ra thì các vị phần này là đã học rồi, đúng không? Rồi đây thì chỉ lưu ý thôi. Xin nhắc lại ạ. Mày xin nhắc lại. Mày xin nhắc lại vì chúng con chưa học bao giờ. Chưa hiểu về pháp sư. Xin nhắc lại đi, thưa sư. Từ tóm tắt lại nè. Cái mà phần 12 xứ. Tức là trước hết đó là về ý nghĩa của xứ. Tức là ở đây nói về cái ngọ,
cái ngõ, cái nơi, chúng ta tự gặm rồi gọi là cái nơi mà căn cảnh thức gặp nhau, cho nên gọi là xứ. Chúng ta quen gọi là cái xứ là cái chỗ, chỗ là nơi. Mà còn gọi là nhập á, tức là chỉ cái cách diễn đạt hình ảnh, tức là cái cảnh nó đi vào trong tâm thức của mình, cho nên gọi là nhập. Nhập là vào, đó là ý nghĩa của chỉ xứ. Thì khi mà tất cả các pháp mà được phân chia theo cách này thì chúng ta có 12 xứ. Thì trong đó bao gồm là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thân xứ, rồi sắc xứ, thân xứ, xứ, ý xứ và pháp xứ. Đó là 12 xứ. Trong đó, trong 12 xứ này thì 10 xứ đầu tiên bao gồm 5 giác quan của chúng ta và 5 đối tượng cho các cái giác quan đó. Rồi cái ý xứ, tức là cái điều kiện thứ ba mà để khi mà tâm căn và cảnh gặp nhau, hay là các cái giác quan chúng ta gặp cái đối tượng, thì nhờ cái sự tiếp xúc này đó mà có cái làm cái điều kiện cho tâm nhận biết cảnh, cho nên cái tâm đó nó được gọi là ý xứ. Rồi còn các pháp còn lại ngoài 11 xứ đã kể thì tất cả được kể là pháp xứ. Chỉ có lưu ý là 10 cặp đầu tiên, 5 cặp đầu tiên từ số 1 đến số 10 thì trong đó gồm 5 giác quan và 5 đối tượng. Nhưng mà riêng cái ý xứ và pháp xứ đó thì chúng ta không được hiểu, không nên hiểu là pháp xứ đó. Nó không được hiểu là cái đối tượng của ý xứ chỉ có là pháp xứ thôi, mà ngoài cái pháp xứ ra thì còn rất là nhiều cái pháp khác cũng là đối tượng của ý xứ. Nó khác với các cái xứ ở trên kể. Các cái xứ ở trên kể đó là cái sắc xứ đó, là đối tượng duy nhất của nhãn thức. Thinh xứ là đối tượng duy nhất của nhĩ xứ, nhưng mà pháp xứ không phải là đối tượng duy nhất của ý xứ. Đó là cái lưu ý về cái hai cái xứ cuối cùng. Các vị có hiểu, có nắm được bài không? Dạ thưa sư, đến đây thì con hiểu rồi ạ, nhưng mà con chưa hiểu pháp xứ là bao gồm những cái gì ạ? Pháp xứ bao gồm tất cả các pháp trừ ra 11 xứ đã kể. 11 xứ đã kể là cái gì? Tức là 12 sắc thô và 121 tâm. 12 sắc thô chính là 10 xứ trên. Do vì cái xúc xứ á, thì gồm có đất, lửa và gió, cho nên nó ra con số 12. Thì pháp xứ là bao gồm tất cả các pháp trừ 12 sắc thô và 121 tâm, bởi vì 12 sắc thô thì thuộc về 10 xứ đầu, 121 tâm là xứ thứ 11, tức là ý xứ. Các pháp còn lại là pháp xứ. Rồi như vậy thì thử chúng ta phân chia theo uẩn và xứ. Ví dụ giống như là tâm tham, theo uẩn là gì? Là uẩn nào? Thưa sư là thức uẩn. Đúng. Theo xứ. Ý xứ. Ý xứ. Tâm tham thuộc về ý xứ ạ. Dạ đúng rồi. Tham là ý xứ. Vậy thì cái sở hữu tham, sở hữu tham theo uẩn thuộc về uẩn nào? Về pháp xứ ạ. Tham theo uẩn. À, theo uẩn. Hành uẩn, hành uẩn, trong hàng uẩn. Đúng rồi. Còn theo xứ? Pháp xứ. Pháp xứ. Đúng rồi.
đó là pháp xứ. Như vậy là cách phân chia uẩn xứ như vậy thì các vị à đúng không? Rồi sở hữu chánh ngữ, sở hữu chánh ngữ theo uẩn thực uẩn nào? Hành uẩn. Rồi theo xứ. Theo xứ. Đúng rồi, dễ rồi đúng không? Vậy thì chúng ta phải nhớ rằng là tất cả các pháp, là một người học vi diệu pháp thì bao giờ chúng ta cũng phải là nhìn vào hỏi là thuộc về uẩn nào thì phải biết, xứ nào thì phải, giới nào phải biết, đế nào phải biết. Như vậy thì ở đây có vị nào mà trong cái, trong một mỗi cái thành tố vi, trên cái biểu đồ vi pháp có mỗi đơn vị đó, các vị có tất cả các gì các chúng ta đều được chia theo uẩn mà xứ đều được pháp đúng không? Như vậy niết bàn theo uẩn là theo uẩn nào? Ngoại uẩn. Ngoại uẩn. Đúng rồi, xứ. Pháp xứ thì pháp xứ. Đúng rồi. Như vậy thì do vì quá dễ nên ta xếp phần thứ ba là giới. Dạ thưa con trả lời thưa sư. Dạ. Dạ có 18 giới thưa sư. Dạ. Giới thì được chia lên tới 18. Dạ. Dạ. Thì trong 12 xứ á, thì chúng ta nói, chúng ta lấy cái tiêu chí về cái Đức Phật Ngài muốn diệt đạt cái nơi mà từ đó đó cái cảnh nó đi vào cái tâm thức của chúng ta. Còn cái giới đó thì Đức Phật Ngài muốn chia theo cái thành tố của sắc pháp, nó giống như là chúng ta ở trên cái, chúng ta rã một cái, chúng ta tháo cái máy ra là chúng ta chia từng cái thành phần linh kiện vậy, thành phần linh kiện thì Đức Phật đó là trong thân của chúng sinh đó, là ngày chia ra thành nhiều cái thành tố, thì trong đó ngày chia thành 18 cái thành tố. Trong cái 18 cái thành tố này đó thì ở trong cái bài kinh Quán Tưởng mà chư tăng tụng hàng đọc hàng ngày, nhất là trước khi mà chúng ta thọ dụng, chứ các vị tỳ kheo thọ dụng á, họ thực hay là mặc y phục á, là vị đó phải xét thấy rằng tất cả các cái vật dụng mà mình sử dụng đây thì tất cả những cái này đó là đều do các cái thành tố cấu tạo nên, chứ nó cũng không phải là một chúng sinh, nó không phải là một bản ngã, nó không phải là một cái linh hồn. Mà sở dĩ mà chúng ta có những cái tên gọi như vậy là nó là chế định hết, bởi vì bản chất của nó là đều những cái thành tố, đều có thành tố tạo nên. Giống như bây giờ chúng ta nhìn ở trên cái màn ảnh này, chúng ta có hai cách nhìn. Chúng ta nhìn theo cái cách của một người sử dụng bình thường thì chúng ta thấy rằng là có cô Phước Duyên, cô Phùng Đẹp, cô Lan Nhi, cô Hoàng Nguyên, cô Thảo, cô Mỹ gì đó. Đó là chúng ta đang nói về cái cách chế định. Còn cái cách mà giống như là chúng ta nhìn về chân đế đó thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái hình ảnh sáng tối màu sắc ở đây chúng ta nhìn đó, nó đều là những nó được tạo nhiều cái thành phần cấu tạo nên nó. Chứ không có người nào ở trong cái máy ngồi hết á, không có ai ngồi ở trong máy này hết á. Và chẳng qua đó là những cái mà chúng ta thấy nó chỉ là những cái ảo cảnh được bị tác động từ các cái duyên hợp. Thì đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật này nói đến cái giới. Giới ở đây nó khác với, bởi vì sở dĩ mà chúng ta học, các vị Phật tử cố gắng học Pali đó là do vì có đôi khi chúng ta cần phải nắm được cái Phật tử Pali. Thì chúng ta thấy đây chữ giới đây, người chúng ta viết là mười bằng cái chữ Hán ngữ đó, thì chúng ta thấy là giới đây nó giống như là nó trùng âm với cái ngũ giới Bát Quan Trai Giới, nhưng mà chữ Bali thì nó khác. Còn chữ Bali, cái giới mà chúng ta giữ gìn nó gọi là chữ Si Lá, còn ở đây là cái chữ Tha Tú. Tôi
tôi chưa có trao lại hán tự, đó là cái chữ giới này và cái chữ giới của chúng ta giữ gìn nó có phải là cùng chữ hay không. Tại có những cái trường hợp đó là nó cũng nó cùng chữ, nó gọi là đồng tự bất đồng nghĩa, là có đôi khi là đồng âm bất đồng tự, thì tôi không biết ở đây là đồng tự bất đồng nghĩa hay là đồng âm bất đồng tự. Không biết cô Phúc Duyên cô có biết cần cái chữ giới để biết chữ hán là gì không? Cô này có biết chữ hoa? Dạ con không có cha, con không có để. Dạ. Thì đại khái là như vậy đó. Thì ở đây chữ chữ giới là chữ tha tú chứ không phải là cái chữ si lá. Và giới ở đây á, so với 12 xứ á, thì giới ở đây được phân chi ly hơn. Chúng ta trở lại 12 xứ á. 12 xứ là năm cái xứ đầu á là chỉ cho năm giác quan, năm xứ sau á là năm cái đối tượng của giác quan. Là như vậy đó, thì nói theo diễn đạt theo ví dụ pháp á là căn cảnh nha. Còn thức á là gom chung trong cái ý xứ. Nhưng mà do vì khi mà chia theo cái thành tố của các pháp á thì căn cảnh thức này á được chia riêng biệt. Do vậy đó mà nói về giới đó, thì chúng ta có nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, thì nó tương đương với cái nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ. Tức là nhãn giới chính là cái thần kinh nhãn, nhĩ giới tức là thần kinh nhĩ, vân vân. Rồi chúng ta có đó là năm căn. Rồi kế đến đó là chúng ta có năm cái đối tượng, tức là sắc giới. Chúng ta có đối tượng là sắc giới, sinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, là năm cái đối tượng cho năm căn này. Thì tương với cái sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ. Mà riêng cái ý xứ á thì đối với giới đó thì được chia thành bảy giới. Riêng cái ý xứ được chia thành bảy giới bởi vì ở đây là do vì đang lấy cái tiêu chí là kể cái thành tố của các pháp, cho nên là cái tâm nó có các cái trường hợp khác nhau. Thì do đó mà ý xứ được chia trong giới này thành bảy với các cái lý do là có những cái tâm là nó chỉ chuyên có biết có cảnh sắc thôi, đó là cái tâm nhận thức, nó chỉ có làm việc duy nhất là biết cảnh sắc à. Rồi tương tự như vậy nhĩ tỷ thiệt thân, cho nên nó chia về giới á, thì từ cái ý xứ này, ý xứ chỉ có kể gom chung là một, nhưng mà riêng đến giới đó thì cái ý nó chia ra làm bảy, tức là chia là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, rồi ý giới và ý thức giới. Nhãn thức giới đó là chỉ cho cái tâm nào, chỉ cho cái tâm nhãn thức, tức là cái tâm chỉ có biết được cái cảnh sắc. Tương tự như vậy nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Rồi lẽ ra đó là hai cái giới sau đó là được kể chung là ý giới và ý thức giới. Nhưng mà riêng về sở dĩ mà được chia làm hai như vậy là bởi vì ý giới á là nó chỉ biết cảnh ngũ thôi. Còn mà cái ý thức giới đó là biết cảnh pháp. Cho nên các cái này mỗi vị là chúng ta tìm cách để chúng ta nhớ về các cái giới này. Rồi tương tự như vậy pháp giới đó, về chi pháp đó, là tương đương với pháp xứ, tức là vẫn là 52 sở hữu hợp, 18 sắc tế và niết bàn. Hay nói cách khác, pháp giới tức là những giới còn lại trừ 17 giới đã kể. Như vậy thì 18 giới á, đối chiếu với 12 xứ á, thì 18 giới đó là phân chia rộng hơn của cái ý xứ.
Và để dễ nhớ đó thì chúng ta nhớ rằng là ý xứ ở đây là có, trước hết đó là chúng ta chia làm hai, tức là những cái ý xứ mà bắt cảnh chuyên biệt thì gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là bắt cảnh chuyên biệt, tức là nhãn thức nó chỉ biết ngoài cái nhận biết cảnh sắc thôi, chứ cái tâm này nó không có bắt một cái cảnh nào hết, cho nên gọi là chuyên biệt. Rồi cái trường hợp thứ hai là bắt cảnh chung, tức là không có chuyên biệt, nhưng mà phân chia ly hơn nữa đó, thì phần còn lại đó thì được chia làm hai nữa, tức là cái ý giới và cái ý thức giới đó. Là cái ý giới mặc dù cảnh chung đó, nhưng mà nó chưa có rộng, tức là cái chung đó thì cái ý giới nó chỉ cho những cái tâm mà chỉ biết cái cảnh ngũ thôi, tức là hai cái tâm tiếp thâu và cái tâm kháng ngũ môn, tức là hai cái tâm làm việc biết cái cảnh ngũ, chứ ngoài ra không có biết cảnh khác, không biết cảnh được cảnh pháp. Cho nên là cái tâm cái ý này, mà những cái ý mà biết cảnh chung đó, nó được chia làm hai, tức là cảnh chuyên về biết cảnh ngũ, còn cái đó là chỉ biết cảnh pháp. Thì các vị xem mỗi người có tìm một cái cách mà để nhớ, thì chúng ta thật ra thì cũng không có khó nhớ, và chúng ta có nhớ, chúng ta nhớ rằng là cái ý xứ này được tính theo giới thì được kể chi ly hơn, tức là được chia làm 7 thay vì chỉ kể có một. Mà sở dĩ chỉ kể làm 7 như vậy là bởi vì chỉ trường hợp mà cái tâm biết cảnh chuyên biệt, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân chỉ biết cảnh chuyên biệt là sắc thinh khí vị xúc, ý giới là biết cảnh chuyên biệt là cảnh ngũ, nó biết rộng hơn các cái tâm kia. Các cái tâm kia là mỗi tâm nó chỉ biết được có một đối tượng, còn cái ý giới thì nó rộng hơn một chút, tức là biết được 5 đối tượng, nhưng mà nó chỉ biết 5 đó thôi, còn các cái tâm còn lại đó thì nó mới có thể biết được cái cảnh pháp. Còn pháp giới thì cũng giống như là pháp xứ. Vậy thì để dễ nhớ thì chúng ta chỉ nhớ rằng là 18 giới này thì do vì được phân chia như vậy là lấy ra từ cái ý xứ được chia thành 7, cho nên là nó ra 18 cái phần, 18 giới. Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại cái bài đầu. Ví dụ giống như là cái tâm, không có ai trả lời được câu này nữa. Cô Hoa Nguyên không? Trả lời giùm sư là cái tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, thì nói theo uẩn thì uẩn nào? Dạ là thức uẩn thôi sư. Rồi tính theo xứ? Xứ là ý xứ. Tính theo giới? Giới là ý giới. Nói là nhãn thức giới. À nhãn, con là ông nhãn thức giới. Dạ. Dạ. Rồi cô nào, cô Lan Nhi. Cái tâm kháng ngũ môn á, chia sư cái tâm kháng ngũ môn theo uẩn xứ giới. Đầu tiên là quẩn. Quẩn là thức quẩn. Đúng rồi. Sứ giới là ý sứ giới. Sứ là gì? Sứ là ý sứ. À, giới. Giới cũng là ý giới. Dạ đúng rồi. Rồi tương tự như vậy, các vị tính như cô Trân Niết Bàn, phân theo uẩn xứ giới. Sư sư Niết Bàn thuộc ngoại uẩn. Ừ. Tứ. Số. Số thì Niết Bàn là pháp xứ. Giới. Giới thì
pháp giới. Đúng rồi, xứ không gian giới, không gian pháp giới. Rồi cô nào đó nghe? Cô đẹp, cô cùng đẹp á. Dạ thưa sư, con đấy, dạ thưa sư, để con học bài lại, sư con cũng chưa có nắm được lắm vậy. Dạ dạ. Cô Tịnh Thảo có trả lời được không con? Cô Tịnh Thảo. Thưa sư, sư cũng hỏi rằng con có thể trả lời được không ạ? Dạ, cô tiếp thâu, tâm tiếp thâu. Nếu hỏi cô tâm tiếp thâu được phân theo ứng xứ giới. Thưa sư, tâm tiếp thâu là thuộc về ứng thức ảnh ạ? Dạ đúng rồi, xứ. Dạ thưa sư, thuộc về ý xứ. Ý xứ ạ? Dạ. Dạ thưa sư, thuộc về tâm tiếp theo, thuộc về ý giới ạ? Dạ đúng rồi. À, các vị có vị nào còn không hiểu cách tính không? Dễ mà đúng không? Thật ra không khó, chỉ có cái là chúng ta nhớ là 12 xứ là gì, 18 giới là gì, thì chúng ta coi chúng ta tính được thôi, không khó. Cái vấn đề đó làm ôn tập ở đây để nhắc cho các vị nhớ rằng là uẩn xứ giới và đế này là những cái điều mà chúng ta phải lặp đi lặp lại để mà mình nhớ. Đôi khi các vị học nhiều rồi mình lan man rồi mình không có khái quát được, thì đây là một trong những điều mà một người học với diệu pháp cần phải luôn luôn là phải nhớ để tính. Và chính nhờ chúng ta nắm cái này nên là chúng ta dù có bỏ cái diệu pháp lâu ngày chúng ta vẫn còn có thể nhớ được, là nhờ những khái quát. Rồi chúng ta phân theo đế. Dạ thưa sư, có bạn Như Mỹ Như Tài xin hỏi. Dạ dạ, dạ dạ mời cô. Dạ bà sư. Dạ con thưa sư là con có thể chia sẻ một cái bảng con làm cái phần xứ với lại phần giới lên trên màn hình được không sư ạ? À? Dạ hoan hỷ con mời con. Dạ chị, nếu có phần sai sót con xin nhờ sư chỉnh sửa giúp con lại ạ. Dạ. Dạ phần này là phần 12 xứ ạ. Dạ. Dạ được, dạ được con, nhưng mà trong cái biểu thị á, cô làm sao con để, ví dụ như là trong cái phần cô gọi là chi pháp đó, thì cô làm sao để người ta đọc vào người ta thấy cái chi pháp đó nó của cái xứ nào. Ví dụ như ở trên đây chúng ta học rồi chúng ta dễ nắm được, là ví dụ giống như là nhãn xứ nó thuộc về cái thần kinh nhãn, rồi sắc xứ là sắc cảnh sắc. Nhưng mà do vì ở trên đây cô viết như vậy đó thì đôi khi theo sư thì cái cách trình bày này thì dĩ nhiên là nhìn vào hiểu rằng là cô đã hiểu bài, nhưng mà cách trình bày này đôi khi một người ta, ví dụ như là người ta đang tìm đọc sách, người ta không biết rằng là cái thần kinh thị giác, cái nhãn xứ, cái sắc xứ và cái sắc cảnh sắc này, bốn cái này nó là bốn cột này nó là cái gì. Thì ở đây nếu được thì cô làm sao để mà người học người ta hiểu được là cái nhãn xứ đó chính là cái chi pháp gì. Theo sư một điều đơn giản, ví dụ như là nhãn xứ mở ngoặc đơn là thần kinh nhãn, nhĩ xứ mở ngoặc đơn là thần kinh nhĩ, như vậy đôi khi lại là dễ hiểu. Dạ. 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 Dạ thưa sư. Dạ con cảm ơn sư ạ. À. Vậy dạ, còn dạ. Cái phần phía dưới này là phần phía dưới này là nó y như phần trên. Dạ.
Vậy thì cái chỗ cảnh ngũ này, dạ, vậy thì cái chỗ cảnh ngũ này thì chi pháp mình sẽ không không ngơ liệt. Cái cảnh này không phải là cái cảnh chi pháp, phải là cảnh ngũ mà hai tâm tiếp thâu và kháng ngũ môn, ba tâm chứ không phải là, do vì ba tâm này chỉ biết cảnh ngũ cho nên ba tâm này được phân loại riêng chứ không phải là cảnh ngũ nha. Cảnh ngũ là sai nha. À, dạ, và hai tâm tiếp thâu và một tâm kháng ngũ môn. Chữ kháng này không có rê, chữ kháng này là kháng mà nhìn nó giống như là khán giả rồi đó. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Là chúng ta học cái phần thứ tư là phần cuối cùng, tức là các pháp được chia theo cái bốn cái sự thật, hay còn gọi là bốn đế. Bốn cái bốn đế này chúng ta nhớ rồi, nhớ bốn chữ thôi: khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Về cái chữ khổ mà nói, bởi vì ở đây chúng ta cần phải có cái quy ước. Quy ước đây tức là nói một cách rốt ráo á, là cái gì mà nó chịu cái sự vô thường thì cái đó đều là khổ hết. Đó cái rốt ráo của chữ khổ. Nhưng mà ở trong cái khổ gọi là cái khổ đế đó, thì do vì được kể theo quy ước cho nên có những thứ đó nó cũng nằm ở trong cái vô thường đó, nhưng mà đã được kể vào cái phân loại khác cho nên cái phân loại này không được kể. Ví dụ giống như là tập đế là cũng vô thường, tập đế nó cũng nằm trong cái bản chất của khổ đế, nhưng mà do vì chúng ta đang nói về theo cái quy ước cho nên là cái khổ của chúng ta không có bao hàm cái tập, bởi vì tập nó đã được kể riêng, các vị nhận ra được không? Rồi khi mà nói đến cái khổ á thì được tính theo cái chi pháp của tứ đế, của vi diệu pháp ở đây á, là chúng tôi lặp lại để là nói theo cái quy ước, là bởi vì có những thứ á mà vẫn nằm ở trong cái điều kiện được gọi là khổ, tức là vẫn là vô thường, nhưng mà nó không phải là cái nhân để dẫn đến cái sinh tử luân hồi, cái nhân dẫn đến đau khổ cho nên không được kể, chứ còn bản chất của nó là vẫn là khổ đó. Cho nên khi mà chúng ta phân chia theo cái tứ đế ở đây, chúng ta phải lưu ý như vậy. Mà đôi khi những cái ý nghĩa chung chung này lại nó là rất là quan trọng, đôi khi nó quan trọng hơn cả cái vấn đề chi pháp đó. Vậy thì khi mà nói đến cái khổ được cái khổ đế mà được phân chia theo trên cái biểu đồ ví dụ pháp đó, thì cái khổ đế đó là chỉ nói về tâm á, là chỉ lấy những cái tâm hiệp thế thôi chứ không có lấy tâm siêu thế. Mặc dù cái tâm siêu thế cũng là vô thường, nhưng mà cái tâm siêu thế đó nó không phải là cái điều kiện để tạo, nó không phải là cái nhân để sinh ra cái khổ nữa, cho nên cái tâm siêu thế nó là không được kể trong cái khổ đế. Tôi lặp lại nha, tính về cái rốt ráo của cái khổ thì tất cả cái gì là vô thường là khổ. Nói như vậy có nghĩa là tâm siêu thế cũng nằm trong khổ, cũng là khổ, là bởi vì tâm siêu thế cũng là vô thường. Nhưng mà do ở đây nói theo cái quy ước, tức là cái gì là nhân sanh khổ, hoặc là nó là một cái gì đó là cái đối tượng chịu tác động trực tiếp của khổ thì mới được kể, được phân loại theo cái cách đó. Cho nên là khổ đế đó, thứ nhất đó là chỉ có lấy là tâm hiệp thế thôi chứ không có lấy tâm siêu thế.
Rồi còn cái sở hữu á, là do vì tập đế chính là gì? Tập đế chính là cái sở hữu tham. Cho nên khổ đế nó là chỉ có lấy 51 sở hữu trừ tham. Mặc dù cái bản chất á, thì cái sở hữu tham nó cũng nằm trong cái vô thường. Nhưng mà do vì cái sở hữu tham đã được kể vào tập đế rồi, cho nên được trừ ra. Cho nên ở đây cái tứ đế này là các vị cố gắng nhớ nha. Cố gắng nhớ. Còn diệt đế chính là niết bàn. Khổ tập diệt. Còn đạo đế đó được kể ở trong cái biểu đồ vi diệu pháp này á, chỉ tính bát chi đạo, tức là lấy cái bát chánh đạo mà cái tám cái sở hữu này á, là đang có mặt ở trong cái tâm đạo mới đạo đế. Chứ nếu mà có mà cũng có ví dụ như là chánh kiến, chánh tư duy vân vân mà ở trong cái tâm đại thiện hiệp thế đó thì vẫn là khổ đế nha. Mà chỉ có bát chi đạo mà đang trong cái vai trò sát trừ phiền não á, thì bát chi đạo nó mới kể là đạo đế. Chứ nếu mà bát chi đạo ở trong vai trò mà ngăn phiền não á, tức là ở trong cái tâm đại thiện á, thì không được kể là đạo đế. Như vậy đạo đế đó chỉ là tám cái sở hữu hay là bát chi đạo trong tâm đạo thì mới gọi là đạo đế. Rồi còn 40 tâm siêu thế cùng với các cái sở hữu hợp còn lại. Trong 40 tâm siêu thế thì chúng ta có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Thì 20 tâm đạo á, đi với 36 sở hữu hợp. 36 sở hữu hợp đó chúng ta trừ ra 8 chi đạo được gọi là đạo đế. Các sở hữu còn lại với 20 tâm đạo á, là ngoại đế, không thuộc về đế nào. Các vị nghe kịp không? Rồi 20 tâm quả cùng với 36 sở hữu hợp đều là ngoại đế. Nhưng mà riêng cái tâm đạo á, thì lấy bát chi đạo thuộc về đạo đế, còn lại đó thuộc về ngoại đế. Như vậy thì 40 tâm siêu thế đó là ngoại đế, cộng với các cái sở hữu hợp là ngoại đế, trừ bát chi đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. Vậy thì khổ đế đó tức là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu trừ tham, bởi vì tham đã là tập, và 28 sắc pháp thì đó là khổ đế. Tập đế là sở hữu tham, diệt đế là niết bàn, đạo đế là bát chi đạo trong tâm đạo, 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế và các sở hữu hợp là ngoại đế. 40 tâm siêu thế các sở hữu hợp ngoài đế, trừ bát chi đạo trong tâm đạo. Chứ còn mà bát chi đạo, bát chánh đạo đó mà trong cái tâm quả siêu thế thì vẫn là ngoại đế nha. Các vị nhớ nè, bát chi đạo ở trong tâm quả đó thì thuộc về ngoại đế. Bát chi đạo ở trong cái tâm hiệp thế đó thuộc về khổ đế. Chỉ có bát chi đạo trong tâm đạo mới là đạo đế thôi. Vậy thì khi như mà chúng ta học, chúng ta đọc tạng kinh, chúng ta chỉ học là bát chánh đạo là gì, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, ngữ, nghiệp, mạng. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp đó là cái chánh kiến, chánh tư duy, ngữ, nghiệp, mạng đó, nếu mà ở trong tâm đại thiện nó chưa gọi là đạo đế, mà chỉ trong cái khi mà cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó chín mùi đến một cái giai đoạn mà giống như chúng ta là cái
cái bát chi đạo này đã trở thành một cái kháng thể rồi, thì khi đó cái kháng thể của phiền não đó thì bát chi đạo nó mới gọi là đạo đế. Nó giống như là cái bát chi đạo mà ở trong cái tâm hiệp thế, nó giống như là vaccine mà chúng ta mới chích vào, nó chưa tạo ra kháng thể, thì khi đó nó chưa có trừ được cái mầm bệnh. Chỉ có bát chi đạo trong vai trò mà trừ á, tại vì bát chánh đạo nó có hai cái, giống như là chúng ta ví dụ giống như giới phận á, nó có hai cái vai trò ngăn và trừ á, thì cái giai đoạn ngăn á, thì chưa, giai đoạn ngăn á, thì vẫn còn khổ đế, vẫn còn là khổ, tức là vẫn còn là bệnh, mà giai đoạn trừ á, mới hết bệnh, thì cái giai đoạn trừ đó mới gọi là đạo đế. Thì bây giờ bữa nay học hay dài chút này, cũng cố gắng để học cho xong cái quận xứ giới đế. Cái này là do vì trong cùng một lúc mà chúng ta học về cả bốn cái phân chia này, có những vị mà chúng ta chưa có thuộc bài, nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta hiểu, cho nên tôi sẽ làm một cái là làm mẫu cho các vị. Ví dụ giống như là tôi lấy cái sở hữu tham được phân chia theo uẩn xứ giới và đế, thì chúng ta theo uẩn á, thuộc về gì? Sở hữu tham thuộc về hành uẩn, đúng không? Giờ sở hữu tham thuộc về hành uẩn, rồi xứ thuộc về pháp xứ, giới thuộc về pháp giới, đế thuộc về tập đế. Các vị hiểu phân chia đó chưa? Rồi thí dụ như là tâm tham uẩn thuộc về thức uẩn, xứ thuộc về ý xứ, giới đó thuộc về ý thức giới, và đế nó thuộc về khổ đế. Thì tương tự cách tính như vậy, nếu mà các vị nó nắm được cái uẩn xứ giới đế, uẩn bao gồm mỗi uẩn bao gồm bao nhiêu uẩn, mà mỗi uẩn nó phải chi pháp như thế nào, thì các vị nhớ là học vi diệu pháp quá là luôn luôn mỗi cái chi pháp quá là phải nhớ là phân chia theo được bốn cái uẩn xứ giới đế này, và cái cách này được gọi là hàm tận yếu hiệp, tức là gom thâu tất cả các pháp theo một cái phía khía cạnh nào đó, gọi là hàm tận. Còn sau này chúng ta sẽ học cái phân loại khác, tức là ở cách phân chia những cái điều chính yếu mà trong cái bất thiện hay là trong thiện thôi, chứ không phải là trong các pháp. Còn cái hàm tận tức là chúng ta lấy tất cả các pháp. Rồi chúng ta nghĩ ở đây, còn các vị nào chúng ta có câu hỏi nào đó thì chúng ta có thể gửi cái tin nhắn về cái Facebook của chùa, thì các cô học viên đây có những cô gửi này cho tôi. Rồi chúc các vị ăn vui. Dạ, con kính tri ân sư vào hôm nay. Dạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, dạ, con kính tri ân sư. Dạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính đảnh lễ và tri ân sư buổi học hôm nay. Kính chúc sư nhiều sức khỏe.